Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô Duy Khánh. Trong ngày hôm nay thì trong video clip này thì em sẽ review lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Daewoo Gentra phiên bản hatchback. Số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.2. Dòng xe này nhập khẩu nguyên chiếc. Mặc dù là một mẫu xe ở phân khúc hạng A hatchback nhưng nó lại có chiều dài dài hơn hầu hết các cái dòng xe Kia Morning hay Hyundai i10. Đấy, chiếc xe này có chiều dài là 3,94m và chiều rộng là 1,68m và chiều cao là 5,05m. Sơn xi màu đỏ rất là đẹp. Và xe này thì là một chủ thử mới. Xe cũng được trang bị khá là hiện đại vì là bản nội địa của Trung Quốc, Hàn Quốc mà. Trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Chiều cửa lóc các bác nhé. Cửa lóc này quý vị các bạn này. Xe thì bạn đang kiểm dài tháng 3/2022 thôi. 22 cơ. Với mức giá là chỉ có 235 triệu đồng một chiếc xe nhập khẩu phiên bản số tự động. Vâng, xe này thì sử dụng công nghệ xe này sử dụng động cơ E-Tech 2, công suất cực đại là 85 mã lực và chiếc xe này thì sử dụng cam kết trên thân máy đều HC, van biến thiên, 16 van nạp. Chiếc xe này có dung tích bình xăng là 45 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là 6,5 lít đường hỗn hợp. Xe được trang bị công nghệ đèn halogen, cả đèn pha, đèn gầm và đèn phanh phía sau. Đèn công nghệ đèn halogen này sử dụng bóng tóc Wolfram, hỏng hóc thay thế rất là sẵn và rẻ, mấy chục nghìn một bóng thôi. Xe màu đỏ mang biển kiểm soát thủ đô. Đấy, quý vị các bạn mà ở Sài Gòn hoặc Hà Nội thì không phải mất 20 triệu tiền biển. Đó. Phần cửa lóc này, một chiếc xe gia đình sử dụng, chủ xe đi khá là dữ. Hệ thống keo chỉ 4 cánh và tabo tam ly vẫn còn zin nguyên bản. Ốc bản lề chưa bao giờ đụng đến cà lê màu lết. Chỉ có duy nhất là ghế da này thì chủ xe đã thay mới thôi. Hộp số tự động 4 cấp và hỗ trợ leo dốc đồ đèo. Số thẳng, đầu đài nguyên bản. Chìa khóa thông minh để lổ startup. Đây là độ lên các bác nhé, độ lên quý vị các bạn. Vô lăng 4 chấu, trên vô lăng tích hợp túi khí. Dòng xe này thì vô lăng trợ lực lái điện, lái bơm dầu. Hai túi khí. Cửa sổ trời. Với kích thước chiều dài là 3,9m cho nên là chiếc xe này khoang ngồi nó khá rộng rãi. Chú để chân này. Đó, rất rộng. Nội thất ghế da sạch sẽ. Hệ thống cột kèo của 4 cánh là zin nguyên bản. Gentra X nhập khẩu. La răng 14 inch. La răng 15 inch. Xin lỗi quý vị các bạn, la răng 15 inch. Và bề mặt lốp là 18,5 phân, rất rộng. Lốp còn rất là rãnh, lốp còn rất là sâu này. 18,5 inch và chiều bề dày lốp là khoảng 12 phân. Lốp càng dày thì đi càng êm, gầm càng cao. Đấy, dung tích bình xăng là 45 lít. Gentra X bản phiên bản hatchback. Đuôi lướt gió đầy đủ. Cảm biến lùi. Trang bị 4 mắt cảm biến. Gầm bệ chắc lịch. Vâng, chiếc xe này sử dụng hệ thống treo MacPherson độc lập,
phía trước và dầm xoắn phía sau. Gen trái X. Tất cả đều sử dụng công nghệ đèn halogen. Đèn phanh đèn hậu thiết kế rất là gọn gàng. Là răng đúc 4 bánh, phía sau là phanh tăng trống, phanh phía trước là phanh đĩa. Tháp ly 4 cánh rất là đều đẹp. Ghế ngồi rộng rãi thoải mái. Khoang cốp đây. Cốp điểm đây chìa khóa mở. Một chiếc xe gia đình sử dụng nhập khẩu. Dòng xe nhập khẩu thì tôn vỏ và độ chống ồn rất là tốt. Máy móc thì trang bị cũng rất là hiện đại. Cam kép, van biến thiên, 16 van lạc. Mọi người, quý vị và các bạn mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại đó mà em đưa lên. Vâng. Để chiếc đây rồi. Cốp của nó cũng khá là rộng rãi này. Đó. Rộng hơn cả i10, hơn cả Morning vì chiều dài của nó dài hơn. Những dòng xe Morning hoặc là i10 chỉ có chiều dài khoảng 3m6. Chiếc này nó dài hơn hẳn, 3m9 mấy. Hơn 3m9. Gen trái X nhập khẩu. Mức tiêu thụ là 6,5 lít được hỗn hợp. Hệ thống loa, chiếc xe này trang bị hệ thống loa 4 loa. Âm thanh rất hay. Đây là phần gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Chủ xe là độ để lỗ start top và cả chìa luôn. Vô lăng 4 chấu. Vẫn là khương cục xòe có chút trục trặc á. Em sẽ xử lý. À đây. Check sang bên ngoài này. Đó, gương cục xòe này rất là tiện. Máy nổ khá là êm. Điều hòa cơ. Điều hòa rất khỏe. Rất mát. Hệ thống đầu đài nguyên bản, chạy đĩa CD, FM, cắm USB thẻ nhớ, hộp số 4 cấp hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số thấp nhất này, đó. Tì tay, rất là đầy đủ, chuyển động rất là êm. Đó. Rất êm và không hề có tiếng máy dội vào khoang lái. Phần xi nhan. Vâng ạ, có đô là 9,8 nhé. 9,8. Xe gia đình sử dụng 209 12,5. Mỗi năm chỉ hơn 1 vạn thôi. Chưa đến 1 vạn này. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị và các bạn xem. Gen xe X nhập khẩu.
Đây là tổng quan tổng thể phần nào khoang máy của chiếc Venza X nhập khẩu nguyên chiếc năm sản xuất 2009 phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.2. Xe thì có 4 máy và đặt ngang, tức là hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo Macpherson độc lập, dầm xoắn phía sau. Máy nổ khá là êm, cam kép van biến thiên 16 van nạp phun xăng điện tử. Máy nổ rất êm, máy móc khô ráo sạch sẽ. Một mẫu xe đi lại rất là thuận tiện trong đô thị chật chội. Tem mác sản xuất này. Vâng, một chiếc Venza X nhập khẩu sản xuất 2009 phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là máy là 1.2 và đặt công suất cực đại là 86 mã lực. Trang bị phanh đĩa, gương kính chỉnh điện, độ chìa khóa đề lỗ startup tư nhân một chủ biển Hà Nội, có mức giá đề xuất là 235 triệu đồng. Vâng, 235 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng chiếc xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240, kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như để được mức giá hợp lý và ưu đãi nhất. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc các bác, xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.